đạo tràng Tịnh Tông học hội Việt Nam chùa Khai Nguyên chia sẻ hành trình theo dấu chân Phật. Bài pháp thoại số 3 trên đất Ấn Độ mang tựa đề Thuyết pháp dưới cội Bồ đề. Chủ giảng Đại đức Thích Đạo Thịnh cùng toàn thể tăng chúng đạo tràng Tịnh Tông học hội Việt Nam chùa Khai Nguyên. Trưởng đoàn, lãnh đoàn
tăng ni Phật tử, tình tông hội Việt Nam của chúng ta sang chiêm bái các thánh tích của Đức Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng và quý vị thiếu Phật tử đồng tu. Qua những ngày vừa qua, từ khi rời sân bay quốc tế Nội Bài, lên máy bay và quá cảnh tại Thái Lan, và chúng ta đặt chân xuống mảnh đất Phật linh thiêng, đất nước Ấn Độ xa xôi, có thể nói là thời xưa cha ông của chúng ta, kể cả những bậc cao tăng thạc đức, đức cao vọng trọng, muốn một lần được đi chiêm bái đỉnh lễ các danh lam thánh tích của Đức Phật cũng thật là khó khăn. Nhưng hôm nay được sự gia trì của chư Phật Bồ Tát, nhờ vào duyên lành chúng ta đã gieo trồng từ nhiều đời nhiều kiếp và đã được thượng tọa Thích Hoàng Hòa, thầy là đệ tử của Đức Đệ Nhị Phó Chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta, được Hòa Thượng cử sang bên này du học, và trong những năm học tập bên này, thượng tọa đã và đi tham quan chiêm bái các thánh tích, cũng như là tìm hiểu học tập với giáo lý của Đức Phật cũng như văn hóa rất là có nền tảng sâu dày của Ấn Độ, một nền văn minh, một nền triết học, có thể nói là cái nôi về các nền văn minh của thế giới cõi Nam Thiểm Bộ Châu của chúng ta. Như hai ngày hôm qua chúng ta đã được thượng tọa từng phần đã trình bày và giảng giải cho toàn thể đoàn chúng ta biết được, từ nơi Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni chuyển đánh xe pháp tại vườn Lộc Uyển, cho đến hôm qua là buổi pháp thoại thượng tọa nói về Đức Phật lịch sử. Chúng ta nhớ Đức Phật lịch sử là Ngài có bản sinh, có xuất gia, có khổ hạnh, có tu hành và thành Phật. Thì hôm qua thượng tọa đã giảng giải cho chúng ta về Đức Phật lịch sử ấy. Theo quan điểm của Phật giáo Bắc truyền, hay mình còn gọi là Phật giáo Đại thừa đó, hay còn gọi là Phật giáo Đại chúng bộ đó, thì Đức Phật không chỉ có một tấm thân, mà Ngài có đến ba tấm thân. Thân thứ nhất của Đức Phật đó là pháp thân. Thân thứ hai đó là hóa thân, ứng hóa thân, và thân thứ ba đó là ứng thân. Tức là thân pháp thân đó, thì đó là chỉ cho gì? Mười phương chư Phật, Đức Phật nào thành đạo cũng thể nhập vào cái thân đó. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta thường lễ Ngài để Nam Mô Tỳ Lô Giá Na Phật. Đó là gì? Đấy là pháp thân Phật viên mãn, biến khắp mười phương, đâu đâu cũng có. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rằng pháp thân đấy biến khắp mười phương, nhỏ như sợi tơ, sợi tóc, pháp thân đó cũng trọn vẹn nằm gọn ở trong đó, và bao la rộng lớn như cả hư không vũ trụ, pháp thân đấy cũng biến mãn và phủ khắp, không có một chút nào khuyết thiếu. Nói tóm lại, pháp thân đó là thể tính thanh tịnh, từ bi bình đẳng, giải thoát giác ngộ của mười phương chư Phật và mười phương chúng sinh cũng đều có. Điều ấy được Ngài Trung Phong Quốc Sư, là một vị cổ Phật tái lai, là người mà là một vị pháp sư, một vị thiền sư, một vị đại sư, một vị cổ Phật tái lai, đã soạn ra bộ Trung Phong Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập mà đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta thường nương vào đó để tu tập, để làm phương tiện hoằng pháp, giáo hóa lợi sinh. Và trong những năm qua cũng đem lại rất nhiều lợi ích cho đạo tràng cũng như cho tăng ni và Phật tử đất nước Việt Nam chúng ta. Ngài Trung Phong Quốc Sư ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm, Ngài nói là gì? Tự tính ấy
vốn thanh tịnh, tại thánh không tăng, tại phàm cũng chẳng giảm. Đó chính là gì? Pháp thân thanh tịnh viên mãn của mười phương ba đời chư Phật. Chư Phật quá khứ đã thành, chư Phật hiện tại đang trụ thế thuyết pháp độ sinh, chư Phật vị lai, đó là tất cả chúng sinh học Phật, tu Phật và đều có thể thành Phật như Phật. Đó có nghĩa là chúng ta thượng tọa, chúng tôi và tất cả các quý vị ngồi đây, nhấn đến gì, những con chim chúng ta đang nghe nói gì, kêu trên ngọn bảo tháp kia, những con muỗi đang vo ve bay chung cạnh bên cạnh chúng ta kia, đều có thể thành Phật. Cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta đã thọ ký rồi, ta đây là Phật, đã thành chúng sinh là Phật sẽ thành. Nói đầy đủ hơn, Ngài nói gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Đó là lời thọ ký của Đức Phật, cho tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật. Vì vậy, xuất phát từ đó, chúng ta thấy là tăng ni Phật giáo đồ chúng ta muốn thành Phật thì phải phát khởi tấm lòng đại từ, đại bi, đại hỷ và đại xả, thương xót tất cả chúng sinh như người mẹ thương con đỏ, để mà phát bồ đề tâm tu tập hành đạo, đem ứng dụng giáo lý lời dạy của Đức Phật vào cuộc sống hàng ngày, lợi ích cho nhân gian, cho tất cả các loại chúng sinh rộng lớn, và từ đó đem cái chân lý giải thoát giác ngộ, giáo lý từ bi trí tuệ của Đức Phật phổ độ chúng sinh. Và chúng ta biết rằng á, pháp thân ấy vẫn thường trụ, mặc dù á, đến nay chúng ta thấy á, tất cả Phật giáo trên toàn thế giới đều lấy ngày đại lễ Vê Sắc, tức là đến tam hợp. Tính đến năm nay là năm Phật lịch 2500 bao nhiêu? 61. Phật lịch 2561 năm. Đó là tính từ khi gì? Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta nhập Niết Bàn. Vậy cái thân nhập Niết Bàn đó có phải là pháp thân không? Không, đấy không phải là pháp thân. Đấy không phải là gì? Báo thân. Mà đấy chỉ là gì? Ứng hóa thân. Như trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói rằng á, sở dĩ Ngài thì hiện ra ở trên cuộc đời này có xuất gia, tức là có đản sinh, có xuất gia, có khổ hạnh, có cầu đạo, có thiền định dưới cội bồ đề 49 ngày đêm, và có thành tựu vô thượng chính đẳng tính giác, rồi á có thuyết gì, thuyết kinh giảng pháp 49 năm, rồi thì hiện nhập Niết Bàn. Tất cả cái đó chỉ là mình nói nôm na dễ hiểu cho chúng ta, đó là một vở kịch. Ứng hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biểu diễn cho gì? Cho chúng ta thấy. Và chúng ta có đầy đủ tự tính thanh tịnh như là như Phật, đều có cái thể tính, cái pháp thân thanh tịnh như Phật, và muốn giải thoát giác ngộ như Phật đó, thì có thể học theo gì? Theo cái vở kịch mà hóa thân của Đức Phật Thích Ca là Thái tử Tất Đạt Đa đó đã biểu diễn cho chúng ta xem. Phải khổ cực tu hành các quý vị. Hay nói nôm na theo như chúng ta, Phật dạy chúng ta phải trước tiên phải tin nhân quả, tin sâu nhân quả, bỏ ác, làm lành, lánh dữ và hành thiện. Gieo những cái chủng tử bồ đề hạt giống thiện đó vào trong tâm thức A Lại Da của chúng ta. Và từ đó chúng ta thì phóng sinh tu phúc tụng kinh niệm Phật, lễ Phật vân vân như thế này, chiêm ba cái thánh tích như thế này để làm gì? Tăng trưởng công đức, lợi ích, phúc báo, khiến cho tâm thể chúng ta thì thanh tịnh, hướng về Đức Phật, hướng về Đức Từ Phụ. Và sau cái chuyến đi này, tôi nghĩ rằng là gì? Có nhiều Phật tử chúng ta vì cái tấm lòng thành kính như này có thể chưa ăn chay trường được trước đây, nhưng từ hôm nay, sau hôm nay về, vì sao các vị đi hôm trước đi, các Phật tử có người hỏi rằng bạch thầy, đi với thầy có được ăn mặn không? Tôi bảo không. Đi với thầy là gì? Phải ăn chay trường tuyệt đối 15 ngày cùng với đoàn, với các thượng tọa, bất cứ đó là ai. Có Phật tử nói rằng 15 ngày như vậy liệu các cụ già có đủ sức khỏe không?
tôi bảo rằng á, cứ phát khởi cái tấm thành tâm thanh tịnh chân thành để đi lễ Phật á, Phật Bồ Tát sẽ lo cho mình. Thế có Phật tử còn gọi điện cho tôi lo là gì? Lo mẹ, lo bố. Đi như vậy sức khỏe sợ không đủ thì 15 ngày chống chọi được với gì? Với cái đường xá xa xôi gập ghềnh của Ấn Độ. Và tôi bảo cứ yên tâm đi, phát khởi tâm thành có Phật Bồ Tát sắp xếp và lo cho mình. Tôi không lo được, Phật Bồ Tát lo. Thế các vị bảo là thế thầy lo cho mẹ con với lo cho bố con với, bảo tôi không lo được, Phật Bồ Tát sẽ lo. Nhưng với điều kiện phải gì? Phải phát khởi cái tâm từ bi thành kính để đi chiêm bái thánh địa thánh tích của Đức Phật. Cái tâm từ bi nó ra được thể hiện bằng gì? Bằng lòng thành của mình gì? Trong 15 ngày đó chúng ta đi lễ Phật, nhiễu Phật, niệm Phật, cúng dường Phật, thân cận gì? Các thánh tích của Đức Phật, gần gũi chư tăng để học lấy cái hạnh của Đức Phật và của chư hiền thánh tăng từ trên 2.500 năm trước ở tại mảnh đất Ấn Độ thân yêu này. Các ngài đã gì? Đã tu, đã thực hành và đã giáo hóa độ sinh như thế nào. Nay những người con Phật ở Việt Nam xa xôi chúng ta bước chân đến đây cũng học thực hành như thế, nuôi lớn tấm lòng từ bi bằng bằng cái đầu tiên là gì? Học tập ăn chay trong suốt 15 ngày đi hành hương lễ Phật. Cho nên hôm qua hôm kia có Phật tử hỏi rằng tôi rằng á, sang đây nấu ăn bữa nào cũng giống như bữa nào như vậy, thầy có ăn được không? Tôi bảo ăn được. Phật tử nói rằng á, con không ăn được. Tôi động viên, tôi bảo này, đi sang đây không phải là để ăn. Có người bảo rằng á, ngủ lại chỗ có ngủ được không? Tôi bảo này, đi sang đây không phải là để ngủ. Mục đích của chúng ta sang đây để chiêm bái, đỉnh lễ gì? Đỉnh lễ các thánh tích của Đức Phật. Trong kinh Đại Bát Nhã và kinh Phật, kinh Đại Bảo Tích, Đức Phật nói về công đức chiêm bái gì? Các thánh tích của Đức Phật sau khi ngài nhập Niết Bàn. Đức Phật nói sau khi ngài nhập Niết Bàn, như hôm qua Thượng Tọa nói rồi, được đỉnh lễ thánh tích tứ động tâm của ngài, như là gì? Người được đỉnh lễ chính kim thân của ngài khi ngài còn tại thế. Mà trong kinh ấy, Đại Niết Bàn và kinh Đại Bảo Tích, Đức Phật nói rằng ấy, người mà được đỉnh lễ tứ động tâm hoặc là kim thân của Đức Phật, công đức vô lượng vô biên. Nghe được một bài pháp của Đức Phật hoặc các việc vị hiền thánh cũng như chư tăng tuyên thuyết về chính pháp, chúng ta cảm nhận hiểu được và giữ ở trong tâm rồi phát nguyện tu tập theo, đó là cái nhân gì? Nhân thoát khổ. Chúng ta đã gieo trồng vào trong A Lại Gia Thức của chúng ta, và không sớm thì muộn, chủng tử ấy sẽ lớn dần, và đến khi viên mãn chúng ta sẽ được thành tựu đạo quả giải thoát như mười phương ba đời chư Phật vậy. Cho nên ở đây hôm nay đến đây thì thời gian đoàn chúng ta không có nhiều. Hôm qua Thượng Tọa Hoàng Hòa đã nói cho chúng ta về Đức Phật hóa thân. Ngài thành Phật, sau khi thành Phật, Thượng Tọa nói về lịch sử của Phật giáo Nam Tông, hay còn gọi là Phật giáo Thượng Tọa Bộ ở Việt Nam và Trung Quốc ngày xưa gọi là, nói nhỏ với nhau gọi là Phật giáo gì? Tiểu thừa đó, nhưng không có tiểu có đại thế đây cả. Đây là Phật giáo Nam Tông hay là còn gọi là Phật giáo Thượng Tọa Bộ. Còn chúng ta là Phật giáo gì? Bắc Tông, hay còn gọi là Phật giáo Đại Trung Bộ. Thì sau này khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 100 năm, 300 năm đến gì? Đến 600 năm. Thì có hai vị Đại Bồ Tát xuất hiện. Đó là Bồ Tát Mã Minh. Vào khoảng độ tầm, có sách thì nói là 300 năm. Nhưng mà 300 năm thì về nghiên cứu thì không được hợp lý lắm. Nhưng là khoảng 500 năm. 4 đến 500 năm. Có một vị Đại Bồ Tát sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn là Mã Minh ra đời. Vì sao gọi là Mã Minh Bồ Tát? Mỗi khi ngài lên thuyết pháp thì khiến cho gì? Cả đàn ngựa của đức vua ở trong kinh thành, trong đất nước đó đều để hoan hỉ nghe được lời dạy của gì? Của Bồ Tát, và hí vang. Lịch sử nói rằng á, có một lần là một cái đức vua đó muốn thử xem ngài thực sự là gì, thuyết pháp có cảm hóa được các loài súc sinh là đàn ngựa thật như là thế gian đồn thổi hay không.
và Đức Vua đã cho ngựa gì nhịn đói, cả đàn ngựa nhịn đói là 6 ngày không cho ăn. Và sang ngày thứ 7 mới thỉnh Bồ Tát vào cung để thuyết pháp. Bây giờ vua gì sai những người chăn ngựa đem cỏ cho ngựa ăn, 6 ngày cho ngựa nhịn đói nhịn khát và đem cỏ đem nước cho ngựa ăn. Và đằng này thì gì, để ngài Mã Minh thuyết pháp, để đàn ngựa gì buộc ngay bên cạnh. Và đó là cái cách mà Đức Vua thử về đạo hạnh, thử về thần lực của ngài Mã Minh có thực như thiên hạ đồn thổi hay không. Và chúng ta biết một sự hy hữu xảy ra, ngài Mã Minh bước lên tòa thuyết pháp, cả đàn ngựa gì đều yên lặng. Mặc dù 6 ngày nhìn ăn nhìn đói như vậy, cả đàn ngựa đều không con nào ăn một ngọn cỏ, không con ngựa nào uống một hớp nước. Và ngài Mã Minh bước lên tòa thuyết pháp, từ đầu đến cuối đàn ngựa gì yên lặng. Khi ngài Mã Minh dừng lại bài thuyết pháp và nói rằng: tôi nói như vậy, tất cả các loài hữu tình vô tình ở chung quanh đây có hiểu không? Và đàn ngựa gì, nhà vua, cả một cái đàn ngựa hí vang lên. Và đó là cái minh chứng lời thuyết pháp của các bậc thánh nhân, các bậc minh triết, các vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát có tâm lượng rộng lớn, từ bi ra đời thuyết pháp độ sinh, súc sinh cũng hiểu được. Và bắt đầu từ đó, ngài có một cái tên hiệu, đó là Mã Minh Bồ Tát. Ngài bắt đầu xiển dương và đem Phật pháp đi sâu rộng khắp vào trong nhân gian. Thế nào là đem giáo lý Phật pháp xiển dương sâu rộng vào nhân gian? Ví dụ như đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chúng ta, trong Phật pháp á, Đức Phật ngày xưa này cấm không có cho các tỷ kheo có thượng tọa. Các thượng tọa đây biết trong giới luật, Đức Phật cấm không cho gì các tỷ kheo làm mai mối cho các Phật tử tại gia nam nữ lấy nhau. Giới luật nói rằng á, nếu mà người làm mai làm mối, tỷ kheo làm mai mối cho Phật tử nam nữ lấy nhau và lấy nhau á, thì Phật tử và tỷ kheo đó phạm gì? Phạm tội. Nói nôm na là phạm tội để chúng ta dễ hiểu đó. Nhưng chúng ta thấy bây giờ Phật pháp nhập thế, chúng ta thấy có rất nhiều những ngôi chùa đứng lên để tổ chức gì ạ, lễ gì, lễ hằng thuận cho thiện nam và tín nữ. Trong lễ hằng thuận đó, các vị hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni giảng giải giáo lý cho đôi vợ chồng trẻ đó, hướng cho đôi vợ chồng trẻ đó biết quy tam bảo và biết gì, lấy pháp lục hòa kính, hay như pháp gì, có năm pháp vợ đối với chồng, năm pháp chồng đối với vợ như thế nào để sống với nhau, và gì, năm pháp con trai, người con rể phải đối với bố mẹ vợ như thế nào, và năm pháp dành cho con dâu đối với bố mẹ chồng ra sao, vân vân, nói cho nó nghe. Và từ đó lấy cái phương tiện đó cho là gì, biết cái Phật pháp. Và chúng ta thấy đạo tràng rồi, chúng ta gần 3 năm trở lại đây, nương vào bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, cầu nguyện chư Phật, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho. Phương tiện làm sao? Những đôi người con trai 30-40 tuổi chưa lấy được vợ, cứ chuẩn bị đến ngày, có khi yêu một cô nào đó chuẩn bị đến ngày giảm ngõ hoặc kết hôn ấy, thì tự nhiên nó trả lời gì? Không muốn nữa. Ngược lại, các cô gái cũng như vậy. Và nhiều lần như thế khiến cho người ta chán nản, người ta bi quan, yếm thế, và người ta mất niềm tin vào cuộc đời, mất niềm tin vào gì? Vào giáo lý nhân quả. Người ta nói rằng tôi sống từ khi sinh ra tôi sống rất tốt, tại sao gì? Tôi lại bị cái nghiệp báo như thế này. Nhưng người ta không biết rằng Đức Phật nói nhân quả thì ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Cho nên nay chúng ta dùng phương tiện bảo họ là gì? Lên chùa thỉnh quyển kinh Địa Tạng về, đọc kinh gì? Địa Tạng 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày và thậm chí 100 ngày nếu trường hợp đặc biệt. 100 ngày tụng kinh Địa Tạng. Vì sao chúng tôi bảo họ tụng kinh Địa Tạng? Tụng kinh Địa Tạng là một bộ kinh gì? Hòa Thượng Tịnh Không nói kinh Địa Tạng là một bộ hiếu kinh, là bộ kinh dạy về đạo hiếu. Khi chúng ta gì? Trong đạo Phật chúng ta thấy gì? Đức Phật khi thành đạo ngài nói gì? Tâm hiếu là tâm Phật, hành hiếu là hạnh Phật. Cho nên nay chúng ta học về gì? Hành Phật, học về tâm Phật, học bộ kinh về hành Phật và tâm Phật. Làm sao Phật không chứng? Làm sao Phật gì? Không thương, làm sao Phật không độ? Cho nên bắt họ về gì? Đọc tụng bộ kinh Địa Tạng, nói về cảnh giới gì? Địa ngục, 18 tầng địa ngục lớn, 500 địa ngục nhỏ và vô lượng địa ngục kia. Địa ngục nhỏ hơn nữa khiến cho họ sợ.
Kinh Địa Tạng dạy họ phải biết bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc, làm việc thiện. Họ sẵn sàng làm được điều đó. Người thì cúng tượng, người thì cúng kinh, in kinh, người thì phóng sinh, người thì tu phúc, vân vân. Cho nên hơn 2 năm qua, chúng ta thấy cái phương tiện đó đem Phật pháp vào nhân gian, khiến cho cả những quan chức cấp cao của Đảng, của nhà nước, của chính phủ, họ đến chùa, họ tụng kinh. Các vị biết, họ tụng kinh, thậm chí họ quy Tam Bảo, họ thỉnh quyền kinh để họ tụng, và họ cúng dường in kinh để cho đại chúng đọc tụng. Và hơn 2 năm nay chúng ta biết gần 70.000 quyển kinh đến với gì? Các Phật tử. Kinh chúng ta in ấn không bán, không đem cho, mà chúng ta chỉ cúng dường cho gì? Tăng ni và Phật tử đến thỉnh để đọc tụng, chúng ta cúng dường. Chúng ta không tự nhiên vác kinh đi biếu gì? Đi biếu các chùa. Không vác kinh đem ra các hàng hiệu sách để bán. Nhưng mà chỉ có hơn 2 năm, khoảng 70.000 quyển kinh, trên dưới 70.000 quyển kinh được ấn tống và được cúng dường cho tăng ni và tự đọc tụng. Một sự vi diệu, màu nhiệm rất lớn đã diễn ra, xảy ra ở đất nước Việt Nam chúng ta. Thậm chí là có những trận cuồng phong bão lũ, chúng ta thì lên pháp hội cầu nguyện cuồng phong bão lũ đó tránh ra khỏi gì? Những cái nơi mà các cơ quan trung tâm khí tượng thủy văn họ báo thế này thế khác thế kia, nhưng chúng ta thấy đó là sự màu nhiệm để cho họ tin. Và Bồ Tát Mã Minh ngày xưa ngài thì cũng từ cái chỗ nương vào cái giáo pháp, gọi là giáo pháp gì, mình nói nôm na với nhau gọi là giáo pháp nguyên thủy của Đức Phật nói. Ví dụ như hôm qua thượng tọa nói này, Đức Phật đầu tiên là sau cái thành đạo bài pháp đầu tiên là tứ diệu đế, rồi sau đó là từ tứ diệu đế triển khai ra gì 37 phẩm trợ đạo, tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như y túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Thượng tọa đây này, từ giáo lý căn bản đó, các ngài đem giáo lý căn bản đó nhập thế, và các ngài dùng thiền định. Dùng thiền định nhé, chúng tôi phải nói phải dùng thiền định mới gì, mới có thể thâm nhập được vào gì, pháp thân Phật. Dùng trí tuệ mới có thể gì, hiểu được gì, báo thân Phật thuyết pháp. Và dùng niềm tin chân chính mới có thể gì, học được gì, học được ứng hóa thân Phật, ngồi thuyết pháp tại Bồ Đề Đạo Tràng này. Và trong kinh văn cũng như trong các luận tạng, chúng ta thấy suốt 49 năm thuyết giáo độ sinh của Đức Phật, chúng ta thấy là thường là nói đến gì, có 3 tạng thánh điển, đó là kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Kinh tạng thì cũng có rất nhiều các bộ kinh, nhưng về Phật giáo Nam truyền họ thì họ chỉ công nhận là có 4 bộ A Hàm, và sau này thì phát triển thêm bộ nữa gọi 5 bộ A Hàm. Còn Phật giáo Bắc Tông của chúng ta thì ngoài 4 bộ A Hàm, Trung A Hàm, Trường A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm ra, còn có rất nhiều các kinh khác. Mà tất cả các bộ kinh đó được ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư ở thời nhà Tùy bên Trung Quốc, ngài được coi là gì, Tiểu Thích Ca Đông Độ. Ngài chuyên trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, và ngài trì như vậy, một hôm đến phẩm Thường Tinh Tiến Bồ Tát đó thì ngài gì, ngài nhiên nhập vào đại định và thấy tại pháp hội Linh Sơn, Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta vẫn đang gì, ngồi thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và bắt đầu từ đó ngài được gì, trí tuệ vô ngại biện, và ngài gì, bắt đầu từ đó ngài thuyết pháp không cần nhìn vào gì kinh sách, nhưng lời lời từ từ ngữ ngữ tuôn như gì, như dòng nước chảy, gọi là thuyết pháp vô ngại biện tài. Chúng ta biết là về lịch sử ngài thuyết pháp gì, 3 tháng an cư 90 ngày, ngài giảng có một chữ diệu trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa thôi. 90 ngày giảng có một chữ diệu, đại chúng hàng vạn người đến nghe, ai ai cũng hoan hỉ. Một chữ diệu trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng 90 ngày, hàng vạn người đến gì, đến nghe pháp, ai ai cũng hoan hỉ. Cho nên á, chư Phật Bồ Tát các ngài biểu thì biểu diễn khi nào thấy nhân duyên đầy đủ, các ngài biểu diễn cho gì, cho hàng chúng sinh phàm phu chúng ta gì, chúng ta xem, chúng ta biết. Vì vậy mà theo quan điểm của Phật giáo Bắc Tông của chúng ta nói là sau khi thành đạo
21 ngày đầu tiên hàng phàm phu. Những chúng sinh bình thường chúng ta thấy là Ngài vẫn ngồi thiền nhập định, như hôm qua thượng tọa nói gì, Ngài 49 ngày ngồi chiêm nghiệm pháp lạc, rồi đỉnh lễ cây bồ đề, nơi mà gì che chở, che nắng, che mưa cho Ngài trong suốt quá trình ngồi thiền nhập định tu tập như thế này. Nhưng về Phật giáo Đại Thừa, hay còn gọi là Phật giáo Bắc Tông của chúng ta, các tổ giải thích, Ngài Thiên Thai Chí Giả giải thích một đời thuyết giáo của Đức Phật bằng một bài kệ hôm qua thượng tọa đọc là gì? Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị phương đẳng bát, nhị thập nhị niên bát nhã đàn, pháp hoa niết bàn cộng bát niên. Đây là lời gì? Phán giáo của Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư. Một vị gì? Một vị hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ Ấn Độ, là gì? Là một hóa thân là Phật Thích Ca Mâu Ni, là Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia thành đạo. Còn ở Trung Quốc thì Ngài là một vị gì? Một người con của một gia đình cư sĩ Phật tử thuần thành, xuất gia tụng kinh nhiều pháp Liên Hoa, thành đạo và chuyển bánh xe pháp của Đức Phật tại đất nước Trung Quốc, đất nước Trung Hoa, thành lập lên một tông phái, đó là Pháp Hoa Tông, tức là chuyên tụng kinh Pháp Hoa và các phương pháp thiền quán vân vân. Và đặc biệt là cái phương pháp gọi là quán chỉ quán tọa thiền của Ngài, Maha chỉ quán và tiểu chỉ quán. Đây là phương pháp tu tập thực tiễn của Tông Thiên Thai. Đó, cho nên Ngài thuyết ra cái bài kệ đó để giảng giải một đời thuyết giáo của Đức Phật. Thế nào gọi là Hoa Nghiêm tối sơ tam thân nhật? Tức là Ngài nói gì? Sau khi thành Phật, 21 ngày đầu Phật thuyết gì? Kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm tối sơ, tức là bước đầu. Tối sơ tức là bước đầu. Sau khi thành Phật rồi, Ngài thuyết pháp gọi là tối sơ tam thất nhật. Tam như là ba, thất là bảy. Tam thất là gì? 3, 7, 20. 21 ngày đầu tiên Phật thuyết Kinh Hoa Nghiêm. Vậy chúng ta thấy này, có 21 ngày. Tại làm sao mà Phật là có thể thuyết được một bộ Kinh Hoa Nghiêm lớn như thế? Trong lịch sử triết học của Phật giáo gì? Đại Thừa hay Phật giáo Bắc Truyền, chúng ta nói này, Phật thuyết Kinh Hoa Nghiêm có 3 bộ. Đó là bộ Kinh, bộ Đại Hoa Nghiêm, thì có trùng trùng vô lượng các bài kệ. Bộ Trung Hoa Nghiêm chỉ có các hàng Bồ Tát gọi là Bổ Sứ hoặc là Viên Giác Diệu Giác Quán Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền Di Lặc mới có thể gì? Có thể kham nhận học tập được. Còn bộ Tiểu Hoa Nghiêm đó chính là bộ kinh mà sau này cách khoảng 600 năm Đức Phật nhập Niết Bàn, có một vị Bồ Tát xuất hiện tiếp nối cái hạnh nguyện hoằng pháp của Bồ Tát Mã Minh, đó là Bồ Tát Long Thọ. Tất nhiên các ngài cách nhau khoảng 200 năm, nhưng mà Bồ Tát Long Thọ là người tiếp nối cái hạnh nguyện của Bồ Tát Mã Minh. Ngài đi xuống thì phải dùng thiền định xuống cung rồng Ta Kiệt La. Có sách thì gọi Sa Kiệt La, có sách thì gọi là Ta Kiệt La. Xuống cung rồng, tức là gì? Long Vương đó. Chúng ta biết khi Đức Phật thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề ở tại nơi Bồ Đề Đạo Tràng Bồ Đề Ga này, ở tại Tòa Kim Cương này, 21 ngày đó Đức Phật dùng pháp thân thanh tịnh của mình và ứng thân thanh tịnh của mình ấy, để thuyết gì? Thuyết Kinh Hoa Nghiêm. Thuyết Kinh Hoa Nghiêm ở trong đại định. Cái này ngày xưa khi mới học Phật, mới học trung cấp, học cơ bản á, ngày đây chúng tôi vào học trường cơ bản Phật học tỉnh Hà Tây, nghe thì Đức Pháp Chủ, đương kim Đức Pháp Chủ chúng ta bây giờ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Hòa Thượng Thượng Phổ Hạ Tuệ năm nay cũng 101 tuổi đó, cụ giảng về Kinh Hoa Nghiêm. Năm thứ tư rồi chúng tôi học Kinh Hoa Nghiêm ở trường trung cấp, nghe Hòa Thượng giảng không hiểu cái gì. Và tôi nghĩ rằng làm gì có cái chuyện 21 ngày đêm mà Phật lại thuyết để gì, để trùng trùng vô lượng bài kệ như thế. Hay nói gọn lại là gì? Hòa Thượng nói cái bộ Tiểu Hoa Nghiêm mà Bồ Tát Long Thọ xuống cung rồng Ta Kiệt La thỉnh về đó, có gì đến một trên 100.000 bài kệ. Bồ Tát Long Thọ do Ngài là một vị Bồ Tát ở trong cái ngôi vị gì? Cái ngôi vị đã chứng đắc rất cao, cho nên Ngài lướt qua một cái là Ngài biết được, Ngài đọc Ngài nhớ ngay, đọc qua nhớ ngay. Cái này thì chúng ta
phải biết rằng những cái bậc đại sĩ ở thế gian có những trường hợp như thế. Như Hòa Thượng Tuyên Hóa, chúng ta nghe ngài giảng bộ kinh gì, dày bộ kinh Pháp Hoa dày, ngài đọc qua một cái, gặp sách lại đọc hết từ đầu đến cuối không nhầm một chữ. An Thế Cao có một vị đại đệ tử, Phật Đồ Trừng có một vị đại đệ tử người Trung Quốc, đó là Pháp Sư Đạo An, cũng có trí nhớ tương tự như vậy, tất cả kinh sách đọc qua một lần nhớ hết. Và Việt Nam chúng ta đương kim Đức Đệ Tam Chủ tịch, sau Cố Hòa Thượng Chủ tịch Đệ Nhị, đó là Hòa Thượng Thích Nhật Nhân bây giờ, tất cả các văn bản ngài chỉ cần nhìn qua một lần, lên đọc lại thì 1.000 từ có khi chỉ nhầm lẫn 1-2 từ. Việt Nam chúng ta đang có một vị, có thể đó là gì? Chính là vị Bồ Tát. Chúng con nghĩ đây là Bồ Tát tái lai mới có thể làm được điều đó. Mà ngày xưa chính là đấy, Hòa Thượng Đệ Nhị Chủ tịch chọn ngài Đệ Tam Chủ tịch bây giờ đó, lên làm Đệ Tam Chủ tịch. Khi mà đại hội, khi mà Cố Hòa Thượng Chủ tịch Đệ Nhị Viên Tịch, trước khi Viên Tịch đó, cụ đang dưỡng bệnh đó, thì Thường trực Trung Giáo hội đến để vấn an Đệ Nhị Chủ tịch và giới thiệu một vị hòa thượng khác. Cái này nó tế nhị, tôi không nói vị hòa thượng nào, giới thiệu một vị hòa thượng khác. Thì bắt đầu Hòa Thượng Chủ tịch không nói gì cả. Thế là Hòa Thượng Phó Chủ tịch Thường trực Thi Thanh Nhiễu ở miền Bắc á, mới bạch Hòa Thượng, thế vậy ý của Hòa Thượng thế nào? Thế Hòa Thượng Chủ tịch Đệ Nhị hỏi rằng á, vậy thì bây giờ Tổng Thư Ký là ai? Thì Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu nói rằng bạch Hòa Thượng Chủ tịch là Hòa Thượng Tổng Thư Ký bây giờ là Hòa Thượng Thích Thiện Nhân. Thế của Chủ tịch mới chỉ có thêm một câu, vậy thì gì? Cho hai chữ gì? TT vào đó, TT tức là Thường Trực. Thêm hai chữ cho TT vào đó. Và về các cụ họp một cái, Hòa Thượng chỉ dụ của Đức Đệ Nhất, Đệ Nhị Pháp Chủ, Đệ Nhất là Đức Hòa Thượng Phổ Tuệ, mà Đệ Nhị Pháp Chủ là kiêm Chủ tịch luôn giáo hội đó, nói là gì? Thêm hai chữ TT cho Hòa Thượng Tổng Thư Ký, thế đương nhiên là lên quyền Chủ tịch. Và sau đại hội đương nhiên vừa qua là gì? Đầu là Chủ tịch. Vì các ngài các tổ ngày xưa người ta phải dụng nhân tài thì Phật Pháp mới gì? Mới hưng long. Và Đức Đệ Nhị Chủ tịch chúng ta đấy làm được cái điều đó. Giáo hội giới thiệu một người, Hòa Thượng không? Hòa Thượng lấy một người có trí tuệ như là Hòa Thượng đương kim Đệ Tam Chủ tịch bây giờ. Tất cả các văn bản dài đến đâu đi chăng nữa, dài đến 5 trang, 10 trang, 2, 30 trang, kể cả một bản báo cáo dài, chúng tôi đi dự đại hội mới thấy rồi. Kính thưa, kính gửi đến 20-30 ông, tên là gì, chức danh là gì, từ trung ương đến địa phương, nghe qua một lần, không viết giấy tờ, Hòa Thượng đọc lại y chang, không sai một chữ, không thiếu một từ. Cho nên chúng ta thấy Việt Nam chúng ta hiện tại đang có những vị Bồ Tát, những vị Hòa Thượng như thế. Thì ngày xưa những vị Bồ Tát, những vị Hòa Thượng giống như là Bồ Tát gì, Long Thọ, mà trong kinh, trong lịch sử nói rằng á, ngài xuống cung rồng Ta Kỳ La, ngài nhìn ba bộ kinh Hoa Nghiêm, bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh, bộ Đại Kinh đó, thì đến vô lượng bài kệ đem về nhân gian, không thể nào mà một đời người ngắn ngủi một vài chục năm, 100 năm đi chăng nữa, không thể nào mà dịch ra hết đấy. Cho nên á, bộ Trung Hoa Nghiêm nếu có học mà đem đi truyền bá thì hàng nghìn năm rồi, in ra vẫn gì, dịch ra và in ra vẫn chưa đủ. Cho nên ngài gì, ngắn gọn của Tiểu Hoa Nghiêm, học 100.000 bài kệ, lướt qua học 100.000 bài kệ và đem về nhân gian chúng ta, ngài cũng gì, cũng phải lược đi, bớt đi già một nửa và dịch ra có 45.000 bài kệ thôi. Và 45.000 bài kệ đó sau này đến thế kỷ thứ tư sau Công Nguyên có ngài Phật Đà Giang Xá dịch từ tiếng Phạn sang tiếng gì, tiếng Trung Hoa. Và sang thế kỷ thứ sáu mới có một gì? Có một vị pháp sư người Ấn nữa dịch sang gì, sang tiếng Trung Quốc. Và bộ kinh đầu tiên đó thì được dịch gì, có 60 quyển. Bộ kinh thứ hai dịch sang gì, có 80 quyển. Và cũng một vị pháp sư người Trung Quốc nữa dịch một cái phẩm Nhập Pháp Giới kinh Hoa Nghiêm sang 40 quyển. Nhưng thường thường ấy, chúng ta thấy các học giả sau này thì thường dùng hai bộ, bộ 60 quyển và bộ 80 quyển của hai vị pháp sư ấy dịch sang. Và chúng ta thấy
bộ Kinh Hoa Nghiêm này. Chúng tôi đã từng nhiều lần đọc tụng, nhập thất đọc tụng. Tôi thì vì sao tôi nhập thất đọc tụng? Vì tôi ngày xưa thì đi học, và khi học xong về nhập thất từ năm 2006 đến năm 2007 thường hay nhập thất, và bạch trần tọa chúng con có duyên với hòa thượng nhà mình. Chúng con hết tụng kinh Bát Nhã do hòa thượng nhà mình dịch, rồi đến kinh Hoa Nghiêm, đến kinh Đại Niết Bàn. Và hòa thượng nhà mình cứ dịch ra bộ nào, chúng con tụng hết bộ đó. Có những bộ tụng gì? Tụng đi tụng lại. Ví dụ bộ Hoa Nghiêm nó tụng phải đến gì? Hàng chục lần rồi. Bộ Bát Nhã tụng cũng hàng chục lần, nhưng đặc biệt bộ Pháp Hoa thì tụng cả 4 năm trời. Bộ Pháp Hoa tụng, đọc tụng suốt 4 năm trời, mỗi ngày ít nhất phải được 2 thời. Mặc dù là tăng ni sinh đi học, nhưng vẫn đọc tụng 4 năm trời như vậy. Tụng kinh sám hối, hôm nay đối trước Kim Cương Bồ Đề Đạo Tràng của Đức Phật. Sám hối Đức Phật được. Tụng đến nỗi cảm được gì? Được thiên hoa, hương thơm ngào ngạt, ngôi chùa sáng, chói không cần điện đón. Nhưng mà mình ngày đó nghĩ tự nghĩ sám hối Đức Phật và thì Chư Tăng là ngày đó từ con tự nghĩ là mình chứng quả là A-la-hán. Nhưng mà sau này thì mình mới thấy rằng đó không phải là chứng quả là A-la-hán, mà đó chỉ là căn lành do nhiều đời nhiều kiếp đã từng học Phật tu Phật. Nay chúng ta đọc tụng kinh lại và gì căn lành được chư Phật Bồ Tát gia trì và cảm được những cái điều đó, chứ chưa phải là chứng cái gì. Vì bây giờ mình còn phiền não đầy mình mà, còn tham sân si đầy mình, làm sao mà gọi là chứng quả là A-la-hán được? Sơ quả tu Đà Hoàn chứ được làm gì có tứ quả là A-la-hán ở đây. Và sau này khi mà hành đạo thì mới thấy tất cả cứ nương vào lực gia trì của Đức Phật. Và hôm nay chúng ta ngồi đây đã được thượng tọa giới thiệu cho chúng ta gì nhất tâm để tọa thiền, tuy là 5-7 phút thôi, nhưng mà 5-7 phút tĩnh tâm để chúng ta gì trở về gì cái pháp thân thanh tịnh của Đức Phật. Ngày xưa khi mới thành đạo, ngài thuyết kinh Hoa Nghiêm 24-21 ngày ở đây, và trong 21 ngày đó ngài thuyết gì về chủng chủng vô lượng thế giới. Ai mà muốn biết cái sự cấu thành của thế giới như thế nào ở quanh năm thì Bộ Châu này, cũng như chủng chủng vô lượng thế giới khắp mười phương, hãy gì tụng kinh Hoa Nghiêm, học kinh Hoa Nghiêm sẽ thấy con người từ đâu mà đến. Biết muốn biết được sơ tổ thủy tổ của loài người chúng ta từ đâu mà đến, theo học kinh Hoa Nghiêm sẽ biết được thủy tổ của loài người. Không như một số tôn giáo nói là do con bò, do con cá sấu, do con gì con khỉ là thủy tổ của loài người. Nhưng Đức Phật thì trong kinh Hoa Nghiêm nói không phải, đó là đó con người chúng ta từ trên cõi gì cõi trời phạm thiên. Như hôm qua thượng tọa nói tiếng Ấn xuất phát từ gì, từ tiếng gì tiếng Phạm và tiếng Sanskrit đó, xuất phát từ gì quái trời phạm thiên. Quái trời phạm thiên còn trên cả quái gì quái trời tứ thiên vương, đao lợi thiên, giả ma thiên, đâu xuất đà thiên, tha hóa thiên và tha quá lạc thiên và tha hóa tự tại thiên. Sáu quái dục dưới gọi sáu quái dục, lên quái sắc thì có quái gì phạm thiên hay là đại phạm thiên. Và con người của chúng ta này, dòng giống con người chúng ta gì từ quái trời đại phạm thiên du hóa xuống nhân gian này, mình gọi là đi gì, cái nói nôm na là đi du lịch đó. Và thấy trái đất ngày đó là gì tươi đẹp ở lại, và sau này thì dần dần là ở lại hoài viết là gì không về nữa, ở lại thế giới này. Đó là thủy tổ của loài người chúng ta theo quan điểm của mình, và chúng ta thấy cũng đúng. Chứ bảo là con khỉ thành người như cái nền triết học phương Tây, con khỉ thành người tại sao hàng bao nhiêu nghìn năm nay không thấy con khỉ nào thành người? Và nếu mà nói con khỉ thành người thì cái gì là tiến lên con khỉ? Cái gì tiến lên con khỉ? Và con khỉ mới gì mới tiến lên thành người? Và ở châu Phi thì nói là con cá sấu gì thủy tổ còn là người, con cá sấu gì tiến lên thành người. Vậy thì hỏi cái gì là tiến lên con cá sấu? Con tại sao con cá sấu bây giờ không thấy con cá sấu nữa thành người? Đó. Nhưng chúng ta đây là nói gì, nói về triết học thì họ nói như thế, nhưng Phật giáo chúng ta như vậy. Cho nên ngày xưa khi chúng tôi học hòa thượng giảng về kinh Hoa Nghiêm chúng tôi không hiểu gì cả. Thế sau này khi mà nhập thất đọc tụng kinh Hoa Nghiêm, bản dịch của cố hòa thượng đệ nhị chủ tịch là sư phụ của thượng tọa Hoàng Hòa đây, thì chúng tôi dần dần thâm nhập và hiểu được một chút nhỏ thôi, và có đức tin với kinh Hoa Nghiêm và có đức tin với gì với tất cả các bộ kinh đại thừa mà Đức Phật đã tuyên thuyết, đặc biệt là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và từ đó đem áp dụng vào cuộc sống tu tập hàng ngày, lấy cái phương tiện thiện xảo ở trong gì trong các bộ kinh đại thừa đó áp dụng vào cuộc sống, đem lợi ích cho nhân gian, cho chúng sinh, thấy nhân gian gì
được lợi ích, chúng sinh được lợi ích, và họ tin gì? Họ tin Phật giáo vô điều kiện. Các Phật tử biết đạo tràng của chúng ta thì hoằng pháp trên phương diện gì? Không đi mua chuộc tín đồ Phật tử, có đúng không? Các vị thấy tất cả các pháp hội của chúng ta tổ chức, có đi gửi giấy mời thì mời các Phật tử ở chùa này, chùa A, chùa B, chùa C đến để dự với chúng ta không? Không có. Tuyệt nhiên không có gửi một cái giấy mời nào. Nhưng tại sao họ vẫn đến? Đó là đem Phật pháp để cảm hóa nhân gian. Và khi cảm hóa được lòng người thì lòng người tự nhiên đến. Và hôm qua, hôm kia, từ hôm đến đây, bắt đầu từ một hôm chúng ta đến thăm vườn Lộc Uyển, chúng tôi rất là cảm động, thấy cái thánh tích, một cái nơi Đức Bản Sư của chúng ta chuyển bánh xe pháp để cứu độ nhân loại, cứu độ chư thiên long bát bộ, nhưng mà để hoang phế như thế đau xót lắm. Nhưng mà đây cũng là cái nghiệp của chúng sinh, Đức Phật nói cái nghiệp của chúng sinh. Và hôm đó thì chúng ta thì thế là chúng tôi thì cố gắng cầu thỉnh thượng tọa ngày học ở bên này, tức là có duyên bên này tới đây là cố gắng để làm sao đó để hoằng pháp được ở bên này, đem lại ánh sáng Phật pháp. Như thượng tọa nói khó lắm, quả thật khó đấy, khó mới cần đến các vị đại Bồ Tát xuất hiện, chứ còn cái việc dễ thì cho các vị tiểu thần rồi các vị thanh văn nhỏ nhỏ có thể làm được rồi. Còn muốn làm cái việc khó này phải gì? Phát đại bồ đề tâm. Cho nên trong kinh Pháp Hoa chúng ta thấy Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan Ca Diếp, vân vân, tất cả các vị đại đệ tử A La Hán của Đức Phật Thích Ca chúng ta thời đó đều bạch với Đức Phật là gì? Trong phẩm thọ ký, sau phẩm thọ ký, được Phật thọ ký xong, các đệ tử của Đức Phật lúc đó đều bạch với Đức Thế Tôn là gì? Bạch Đức Thế Tôn, sau khi Đức Thế Tôn nhập niết bàn, con sẽ gì? Sẽ đem lời di huấn của Đức Phật đi các thế giới khác để giáo hóa chúng sinh. Không có vị đại thanh văn đệ tử nào giấu như trí tuệ Xá Lợi Phất, thần thông như Mục Kiền Liên, như là gì? Mật hạnh như là Lão La, khổ hạnh như là gì? Đại Ma Ca Diếp, rồi hòa đồng vào gì thế giới gì ni chúng để độ như là Ma Ba Xà Ba Đề và Gia Du Đà La, Tỷ Khiêu Ni, đều là những vị đại La Hán chứng quả, đều bạch với Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn sau khi ngài nhập niết bàn, con sẽ đem chính pháp của Đức Phật để đến một thế giới khác để truyền bá. Không có ai gì dám ở thế giới này, mấy hôm nay không dám ở lại được. Thật biết phải, mấy hôm chúng ta đi lễ chúng ta thấy quả thật các sư đầy ra các chùa gì mấy chục, 40-50 năm nay các sư ở các nơi trên thế giới về xây chùa quanh Bồ Đề Đạo Tràng này và các nơi tại Tứ Bất Động Tâm của Đức Phật. Chúng ta đi, chúng ta thấy các ngài đã làm được gì ngoài việc xây dựng ngôi chùa để cho các Phật tử của quốc gia mình nói chung, nói riêng, và các Phật tử trên thế giới nói chung về lễ các thánh tích của Đức Phật đi vào để chiêm bái, để lễ Phật. Và như thượng tọa nói, rất buồn khi đoàn cả mấy chục người, hàng trăm người đi đến lễ Phật tình đồng hương. Cái tình đồng hương ấy, ở một quốc gia xa xôi như thế này nó ấm cúng lắm, nhưng khi đoàn lại ra về hết, để lại một mình vị trụ trì ở đó cô đơn lạnh lẽo và tủi thân lắm. Và thượng tọa học bên này, thượng tọa cảm nhận cái điều này sâu sắc hơn chúng con, chắc chắn như thế rồi, và quả thật là như thế. Và từ hôm qua đến hôm nay, đặc biệt ngày hôm qua, bạch nhị vị thượng tọa và đại chúng, con thấy rằng mình thì tuy chưa phải là Bồ Tát, tiểu Bồ Tát cũng chưa, mà một vị sơ quả là Tu Đà Hoàn cũng chưa, nhưng mà thấy như thế này thì cũng muốn phát một cái đại nguyện nào đó. Hôm nay đối trước kim cương tọa của Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đối trước mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư hiền thánh tăng hiện tọa nơi đây và chư tôn đức tăng ni và đại chúng ở đây, cũng muốn là gì? Phát một cái nguyện nho nhỏ đối với chư Phật Bồ Tát, và một cái có thể một đại nguyện lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Đây là đại nguyện thứ tư, tôi đã có ba đại nguyện rồi, và chư tôn đức là con đã có ba đại nguyện. Đó là đại nguyện khi chưa xuất gia, nguyện là gì? Nếu chưa cạo tóc thì thịt nát xương tan, không quay trở lại lưới chay làng. Đại nguyện thứ hai, đó là trong vòng 3 năm, vì con ngày xưa là học ở nhà không có trình độ văn hóa, biết là mình thấp kém, và đi vào chùa mọi người gì rất khó độ mình. 6 năm chỉ học có 4 lớp, nhưng mà 4 lớp gì còn phải xét mãi mới lên được lớp 4. Đó, 6 năm học 4 lớp,
ABC chữ cái đọc chữ thông. Bảng cửu chương gì 1 x 1 là 2, cho đến thì 10 x 10 100 chưa thuộc. Nay phải nói thật, trước đạo tràng nơi Đức Phật thành đạo linh thiêng như thế này như vậy. Cho nên đó, vào chùa xuất gia văn hóa thấp như vậy mà dám phát nguyện là gì? Nghe ông cụ già ở bên cạnh, hàng xóm bên cạnh, ông cụ là người Thái Bình lên sinh sống ở nhà bên ở đấy, lập nghiệp ở đó, ông cụ cũng biết một chút về Phật pháp, nói rằng bắt đầu vào chùa thì người tu hành tinh tiến nhất thì 3 năm được lên sư bác, 5 năm có thể lên gì, lên đại đức, lên sư ông. Và mình cũng phát đại nguyện thứ hai là cho dù trình độ văn hóa như vậy nhưng cũng phát đại nguyện thứ hai, đó là trong vòng 3 năm phải tinh tấn học tập làm sao để lên được sư bác. Và hai đại nguyện đó đã thành công. Còn đại nguyện thứ ba là đại nguyện lớn nhất ngày đó phát nguyện thì một đời này phải quyết định được giải thoát. Giác ngộ thì có thể chưa, nhưng quyết định phải giải thoát và vĩnh viễn không bị trầm luân trở lại cái vòng sinh tử luân hồi này nữa. Vì đọc kinh Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương thấy Bồ Tát Quán Thế Âm xuất ra một đời thành Phật, và mình cũng phát nguyện sẽ một đời thành Phật như Quán Thế Âm Bồ Tát, cho nên đại nguyện thứ ba. Và nay đối trước Bồ Đề Đạo Tràng này phát thêm một đại nguyện nữa, đó là bắt đầu về sau chuyến đi này sẽ học hai ngoại ngữ. Một ngoại ngữ đó là tiếng Anh và một ngoại ngữ đó là tiếng Ấn. Và trong vòng có thể 5 năm hoặc 10 năm sau, thậm chí lâu hơn nữa, sẽ cùng với Thượng Tọa sang đây để làm một chút Phật sự nho nhỏ với địa phương ở đây. Và cầu nguyện Tam Bảo Chư Phật Bồ Tát gia trì cho cái tâm nguyện nho nhỏ của các vị Đại Bồ Tát khác. Những tâm nguyện gì? Cái nguyện lớn nhất trong 4 đại nguyện của con phát nguyện tại Bồ Đề Đạo Tràng này, cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì cho. Nếu đại nguyện của con mà thành tựu được thì nguyện trong vòng 3 ngày ở chung quanh cái xứ Bồ Đề Đạo Tràng này sẽ có mưa. Chư vị Thiên Long Bát Bộ sẽ đem nước đến, đem mưa đến để tưới tẩm nơi này, để chứng minh rằng và cũng động viên chúng con là đại nguyện của chúng con có thể thành tựu được. Và hôm nay đối trước đạo tràng này thì nói về kinh Hoa Nghiêm thì còn rất nhiều, nhưng chỉ nói về sơ bộ như vậy thôi. Mong đại chúng chúng ta thì nhất tâm tu hành và hoan hỉ. Và hôm nay thì thời gian nó không có mà chúng ta xin được tạm dừng ở đây. Và xin tri ân chư tôn đức thượng tọa đã hoan hỉ lắng nghe các Phật tử cũng lắng nghe ai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức thanh ni, kính thưa quý Phật tử. Vừa rồi là thời pháp thoại của sư ông trụ trì chùa Khai Nguyên. Thời pháp thoại rất là đặc biệt, những câu chuyện, những lời pháp có lẽ quý vị cũng chưa từng được nghe. Và đặc biệt hôm nay sư ông phát đại nguyện thứ tư thì chắc chắn là trời đã chứng cho sư ông rồi đó ạ. Chắc sắp mưa rồi, trời sắp mưa rồi. Rồi cũng mong cho những lời nguyện sư ông được thành tựu viên mãn. Giờ này có lẽ đoàn Trung Quốc Phật sắp đến đây để làm lễ. Chúng ta đi viếng, bây giờ chúng ta đi viếng thăm 7 cái nơi Đức Phật thành đạo, mà ngồi thiền sau thành đạo đó. Hôm qua chúng ta chưa có thời gian viếng, bây giờ chúng ta đi viếng. Viếng xong rồi chúng ta về ăn sáng. Chúng ta sẽ hoan hỷ rất nhiều sau thời pháp của sư ông trụ trì. Những lời pháp rất chân tình, rất là hay. Chúng ta cho rằng vỗ tay thật lớn hơn. Cũng cầu nguyện cho sư ông có thêm nhiều sức khỏe và cũng đạt được đại nguyện thứ tư là sư ông sẽ giỏi tiếng Anh, tiếng Ấn sau này. Để sư ông, sức của thầy còn bé nhỏ lắm, cho sức sư ông là chắc được. Sư ông qua đây, sư ông làm cái chùa đặt tên là chùa Khai Nguyên, Ấn Độ. Sư ông làm chùa rồi đưa các sư ông, sư bác ở bên chùa Khai Nguyên sang đây học. Đưa sư ông Tâm này, sư ông Hạnh này, sư cô Nghiêm qua đây coi cai quản chùa bên này. Sư ông ạ. Yeah. Vì có đồng ý như thế không? Chừng đó sẽ có cho chúng ta có hai chùa Khai Nguyên, một là ở sân Tây Hà Nội, hai là bên Ấn Độ này. Và quý sông sư bác khi đó sẽ nói giỏi tiếng Anh, tiếng Ấn và sẽ trụ trì lo chùa hai nơi, đúng không? Oh,
Arahato Dhamma Chisayana Chisaya Arivana Chisaya Arivana Chisaya Quán về luật Atila. Đó mà phía không nói được cả chuyện nói. Có một số những mời này làm nhất của chúng ta đang thấy 22/5/67. Dạ mời bắt đầu đi. Trong 7 ngày thì đây là nữa là 18 bó hoa sen. Ví dụ ta đang thấy đây à, đây là 18 bó hoa sen à, đây là tuần thứ 3 xong không bị lỗi xong à. Thế sao các bác có nghe được không ạ? Nghe được không ạ? À, giờ cho chúng ta đi tiếp nha. Mời bắt đầu chúng ta đi tiếng thăm tuần lễ thứ 6, thứ 7, sau đó thứ 5, thứ 2 sau cùng. Dạ vâng. Chúng ta đi. Ngồi thiền tuần lễ thứ 7 sau thành đạo. Tại đây á, khi Phật ngồi thiền đó, thì có hai người thương gia người Miến Điện đến đánh lễ Đức Phật và đến cúng dường Đức Phật bánh gạo và mật ong. Đức Phật đã thọ nhận phẩm vật cúng dường này. Sau đó Đức Phật dạy cho người thương gia đó bài pháp về Phật pháp. Đây lúc bây giờ chưa có tăng, và cho hai vị thương gia đó một chút tóc. Sau này hai vị thương gia đó đem về Miến Điện làm bảo tháp ở thủ đô Gen Dân để thờ tháp Xá Lợi bên Miến Điện. Và cũng sau tuần lễ thứ 7 này, Đức Phật chúng ta là quyết định lên đường chuyển bánh xe pháp. Và cũng từ nơi đây, ngay tại điểm ta đứng đây, Đức Phật ta đi bộ về tới Varanasi, về tới vườn Nai. Đầu tiên ngày gặp 5 người bạn cũ tại tháp Hạnh Ngộ, sau đó đưa 5 người bạn cũ Kỳ Đần Như về vườn Nai chuyển bánh xe pháp. Và Đức Phật đã thuyết bài kinh đầu tiên, đó là bài kinh chuyển pháp luân cho năm người bạn cũ Kỳ Đường Như. Và sau thời pháp đó thì Kỳ Đường Như đã đắc đạo, đã chứng được pháp nhãn tình. Và đây là tuần lễ thứ 7 Phật ngồi thiền sau thành đạo. After enlightenment of Buddha spent the 7 weeks here in meditation. At the end of meditation, Chua Merchant, Tabusa and Blalika offer rice cake and honey to the Lord and to Red Us Buddham Saranam Gacchami. Daranam Saranam Gacchami. Sangha did not found them. Ở đây chưa có tăng, chỉ có Phật và Pháp thôi. Cho nên đây là tuần lễ thứ 7 Phật ngồi sau thành đạo. Và sau tuần lễ thứ 7 này, Phật quyết định lên đường chuyển bánh xe pháp. Từ đây đi bộ về tới Varanasi, 260 cây số đi bộ. Đúng không? Và từ đó thì chúng ta mới có pháp để học. Mới gặp pháp để học và để tu. Đây là tuần thứ 7 sau thành đạo. Và chúng ta tiếp tục viếng thăm nơi tuần lễ thứ 6 Phật ngồi thiền sau thành đạo.
Munjalinda, gọi là vua rồng Mahasneskin, và đã đến và bảo vệ cho nhà, làm cái dù che cho trên đầu. Chúng ta thấy không? Đó, đồng chúa Munjalinda là che vua nắng thiên ngày, ở đây là che vua bão thiên ngày. Và đây bây giờ có một chút như này, đây là tiếng sao thần đạo. Tiếng sao thần đạo. Rồi chúng ta đi trở lại lên nào. Bây giờ chúng ta có thấy cái nơi các bạn không? Đi các bạn không?